Chào mừng các bác quay trở lại kênh Trần Văn Năm Chế tác đá quý. Hôm nay Năm review cho các bác cất cạnh cái khối đá tinh thể thành anh 10kg. Là cái tím nha các bác. Loại trắng thì nó rất là phổ thông. Cái loại tím này thì nó cũng đang khá là hiếm, nhưng mà hàng này thì chúng ta phải nhập từ nước ngoài về. Cái hàng này là không có Việt Nam, loại to này thì hiếm lắm. Đó. Làm cái review cận cảnh các bác xem. Cái trụ tinh thể này thì chúng ta có thể làm rất nhiều cái chơi phong thủy. Một bác nào hợp màu tím. Đó. Mệnh thổ, mệnh hỏa. Để chơi được. Thì chúng ta một là để nguyên này, đánh bóng này, để chúng ta chơi phong thủy bảy gian khách bàn, để chúng ta kích thích năng lượng tương sinh với cái đá này. Và thứ hai nữa là các bác có thể cắt thành rất nhiều những cái viên làm mặt nhẫn nhỏ. Thứ ba nữa là chúng ta có thể đục tượng theo cái ý muốn của mình, nên là chúng ta có thể làm theo cái vật phẩm nào đó chúng ta chơi. Thì cái khối thạch anh này là cái khối mà nặng 10kg. Thì có những khối nó sẽ to hơn, khoảng 15, 16, 17kg. Và hôm nay Năm review cái khối nó 10 cân. Thế còn những cái loại bút tinh thể nhỏ hơn đó thì cũng có. Và cái đá thạch anh này thì các bác nào mà muốn, đây là năm để thô nguyên đấy, các bác nào muốn là đánh bóng lên rồi có thể chế tác thành những loại gì đó thì các bác cho Năm một comment ở bên dưới, hoặc là kết bạn Zalo, các bác có thể gửi tin nhắn qua Zalo thì Năm có thể giúp xử lý cái này thành cái tác phẩm theo ý muốn của các bác. Về nói về cái thạch anh tím thì đây, cận cảnh các bác thấy này, đây khối thạch anh tím này. Đó. Có những viên thì màu nó sẽ rất là đậm hơn, những viên thì màu nó nhạt. Nó review một cái viên 10kg này. Đây, các bác nhìn thấy. Ok. Đây. Màu sắc của nó đây. Xem. Ok. Đấy. Tím nha. Ok, thấu quang này, trong suốt phần búp. Đây là những cái video mà Năm sẽ làm những cái sản phẩm nhỏ nhỏ, là những cái sản phẩm mà đã về thì review đúng không xem. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì xin mời các bác đăng ký ở bên dưới, ấn vào cái nút đăng ký bên dưới và ấn vào chuông thì sẽ có những video mới Năm phát hành, các bác sẽ được biết thông báo. Và nếu như các bác thấy hay thì ủng hộ cho Năm một like, lấy động lực làm các video tiếp theo. Thì xin thưa các bác, thì cái dòng đá này thì có ở nước ngoài có khá nhiều, ở châu Phi hay là vùng Nam Mỹ, rồi Việt Nam thì có cái loại nhỏ, và đặc biệt là cái dòng này thì bên Lào là cũng khá phổ biến. Đây là về cơ bản để Năm chia sẻ những thông tin mà Năm biết, thì có rất là nhiều kiến thức các bác chuyên sâu hơn thì cũng rất là mong các bác ủng hộ cho Năm để Năm làm những video tốt hơn. Ok các bác, gọi trở lại một lần nữa. Khá nặng 10 cân.
10 kg. Nên là tự nhiên chưa có động chạm gì vào. Khi mà dùng thợ vào đánh bóng ấy để làm ra những cái tác phẩm khác nhau, bác cho ý kiến. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào các bác nhé. Okay.